chữ rằng màn chót hết rồi, diêu cung mẫu đợi sớm chiều linh căn, tam kỳ thánh đức phàm nhân gọi yêu linh tử các lân quy hồi. Trong thâm tình của đức địa mẫu đại từ tôn, đấng tạo hóa thiên từ hỗn độn sơ khai bàn cổ, nay vì động lòng thương cho nên đức mẫu từ mới lên tiếng kêu gọi các con của mẫu trên cái cõi trần gian thấm đượm cái nghĩa tình mẫu tử thiêng liêng, mà hãy gắng tu nhân học Phật mỗi ngày mỗi tháng, như qua nở qua tàn mây đổ xuống trần gian dòng nước chảy xuôi, thương tất cả tử linh cho nên kim bàn ngọc lồ khai ân quá diêu trì kim mộ lập đạo tràng phúc hạnh hội long hoa, lửa tưởng người con của mẹ đúng đạo tâm lành dồi trao đức tánh để đưa các con ấy trở về nơi chốn vị cũ quê xưa. Tâm chí nguyện hỡi các Phật tử bốn phương, hãy nhớ đến nguồn cội, hãy nhớ đến tình mẫu tử, trời cha, mẫu mẹ, thầy là mười phương chư Phật. Trong đời, tất cả các nữ nam trên mọi miền thế tục lập hạnh một kỳ thi chót, trên tay của các Phật tử ai cũng có một bài thi, một bản thiên tình ca bất tử, đạo tâm linh dồi mài. Cho nên hôm nay diêu trì cung mẫu hoàng ẩn sắc chiếu diệu quang minh, cũ vị tiên nương hạ trần cứu độ nhân sinh, tâm chí nguyện thánh đức tân dân cầu mong cho tất cả Phật tử nghe pháp của mẫu tu hành gắng kiên trì để giải thoát màn ba nay sắp hết rồi. Nam mô diêu trì địa mẫu đại từ tôn. Chốn thiên đình mẫu hoàng chứng chiếu, hỏi tam kỳ tìm con tử hiếu, bao la tình mẹ đại từ đổ trần miền khắp cả bốn phương. Tình của mẹ cao thâm thương con cuộc thế gian, cuộc sống tần ni bao canh dập dồn, nên mẹ gọi kêu đàn con hãy gắng lo tu lập đức chuyên cần để trọn phần chí nguyện tâm linh. Kỳ đại hội long qua chí tâm linh các con dựng xây,
vẹn tâm tu mới gặp được mẹ thầy. Chỉ nguyện cho xong đạo đức gắn vinh dày, lập đức bồi công dùng tình thương cho tròn tâm đạo. Sớm tôi cùng chiều giả mi mèo con trọn đức ân. Quân chốt này đây mẹ truyền các con dựng tâm lành chí nguyện. Bầu ngọc diêu cung còn gan trở quy hồi. Màn chốt con ơi, đại hội long hoa lửa tuyển người tài. Lửa người hiền độ phước lành, trọn đời vẹn phần đức tin. Giảng sự quyền chi mẹ độ sanh linh, đứa con của mẫu trở quy hồi, đặng trao dồi vị cũ ngồi tiền. Tình mẫu độ vô biên, thương chúng con mẹ dạy phước duyên. Gan đi con, màn chót đã hết rồi, thành giả thành tâm thành lòng con đường đã. Mai sau con gặp mẫu hoàng nơi thiên đàng chính độ tử linh. Nói rằng đại hội long hoa lửa tuyển người con trai tài gái hạnh, cho nên đức mẫu hoàng mới dạy đạo khắp cả tầng ni. Cái đại hội này mẫu mong sao cho tất cả chúng sinh vẹn phận tâm linh nhân đạo, học hành theo cái lý Phật tâm, trọn lòng chí nguyện. Trước tu nhân học Phật để mà đại hội này có mặt, có tên có tuổi các con ở trên chính bệ ngọc đình. Thương các con cho nên cái hội chót kêu gọi tàn linh. Tâm các con phải trong sạch như pha lê, tỏ xoen chính phẩm mẹ đề cúng tiên. Đại hội này các con phải gan vượt qua thử thách để tu hành cho đắc đạo, cho thành công viên mãn, dứt lìa trên cái ngồi sinh tử trong lục đạo khổ thân. Cho nên mẫu gọi kêu các con linh tử linh căn khắp mọi miền thế tục,
sứ mạng đồng, các con tiến hóa từ tâm linh chân pháp, vững tâm trôi rèn đường đi một bước cũng đến, mà kiên trì cũng qua. Mấy vạn năm mới có một hội này đó các con, cho nên mẫu nhắn rằng mấy ức niên mới xây từng cũ phẩm, đưa linh trần trở lại gót son sen, để hội này các con chịu phàm gian, tỷ ức năm mới khó về nơi kim khuyết. Cho nên mẫu kêu rằng các con gắng kiên trì, phải vẹn lòng vẹn nghĩa, tam can ngũ thường đạo đức nhân luân, dâu hiền trái thảo trọn phận tại gia đình với tổ tông, thì các con mới mong cái đại hội này trời mới chứng, Phật mới ban, mẫu đưa các con về bỉ ngạn mới thẳng sông niết bàn, tiêu diêu miền cực là diêu trì địa mẫu đại từ tôn. Mẹ ngồi ngọc đình trong ông, mỗi ngày thương con cõi thế, mấy đoạn qua tàn mà linh thần các trẻ chưa về quê. Tam kỳ mẫu bàn thánh đức tân dân, đại hội long quang mẹ kêu các con sắm sửa quay về. Trần thế còn đâu vững tâm lành cao chuốt, mấy đồ quá tàn cả con cần gắng chí nguyện tâm linh. Mẹ chờ đợi ngọc dinh nơi chốn tiên cung, mong các con trai gái quay về. Mới đặng bình an cửa thánh cung trời, một chiến con ơi, chiến đò chiều mẫu chờ con trọc, chớ trễ chiến này để dặn ngày cách mẹ cung tiên. Mẹ gọi con tu để lo xong đường nhân duyên đại đạo, chánh pháp kỳ ba trọn lý nhiệm màu. Dựng bản ghi tên mẹ muốn các con có bạn đứng đầu, sắp đến ngày trụng phụng trong lòng của mẹ nôn nao, mà cõi thế gian các con tính là
làm sao. Sanh ly tử biệt cõi vô thường, có một không hai, hỏi này con phải gán. Nếu có phải trông chờ mấy tí ngày gặp mẹ khó khăn. Tiếng thở dài thương con gia diệt, dạy con trần tâm linh thảm thiết. Ngõ trong phố lụy ta bà, nở hồng trần các trẻ lỡ tạo gây. Con phải chịu đắng cay, thương chúng con mẹ mới hoằng khai chân lý đạo. Con trẻ gan đắp bồi kề cho quân ba lòng thành tử hiếu. Con khâu khiếu cho tròn để cung đình gặp mẹ bồng lai. Cuộc sống đời khó khăn, nhìn các con sống giữa nghiệp duyên, mang gánh nặng đau khổ lấy phiền. Sanh tử trần gian cứ mãi đắm chìm, đến tuổi xuân xanh rồi trần gian tuổi già khi tóc bạc. Mấy độ xuân về rồi hạ tàn thảm thiết trần ai. Mãi mãi đắng cay các con chữ chôn vùi trong nghiệp duyên cõi tột. Này tao gỡ đi con đến hội cộng đồng. Để khỏi tử sanh, khỏi lanh quanh tâm sáu còi ba đàn. Đình mẫu hoàng mẹ chân lòng, con nào có nghĩa có duyên, mẹ sẽ đưa con về tận non tiên. Cho con ly sáng tâm lành, đạo đức dày trí nguyện lập công. Giờ đến cánh long đồng, thương con tận chốn hư không. Mẹ dạy cho con lý đạo xuôi dòng, sanh tử liên miên dòng đời trong quan cái. Bao la tình mẹ diệu kỳ, độ tam kỳ cho các trẻ thành công. Cái nghĩa là cái ân tình
cao cả. Thiên liên là một khối tình bao la, rộng cả khắp tam thiên. Diêu trì địa mẫu chúa muôn dân, tạo hóa thiên quyền thiên Phật màu. Các con đã biết được mẹ thì làm sao trong cái cõi đời này các con phải đáp một thâm tình trọn phần để cho các con vẹn đạo tâm hồn sâu sắc. Bởi vì các con xa nhà đã qua lâu, cho nên các con quên đi mẹ, quên đi tổ thầy gốc cội. Sống giữa trần miền cứ tô điểm trong vật chất phù hoa, mà cái đại hội này là đại hội cho sợ các con chịu bôn ba giữa dòng trần tục. Cho nên mẹ mới khơi lại một cái dòng tình thiêng liêng bất tử, để cho xuôi nguồn mới đổ hết khổ sầu đến dương tục của các con. Nay lĩnh mẫu hoàng chiếu diệu trần gian, gọi kêu các linh tử mau mau dự hội long qua đã đến rồi. Lửa người tài đức, lửa người thiện nhân, lửa người nhân đạo vẹn phận, lửa người tam can ngũ thường, chánh phận nữ nhi, chánh tâm nam nhi hiếu trung vẹn phận. Đồng các tử linh gần xa, bồi đắp tam màn, nhất nguyện đi các con đừng sai lệch trên cái dòng khổ tục nữa các con ơi. Mẹ đã mở ra pháp màu, nếu các con thấy mến hợp tu tâm vẹn phần đức hạnh thì các con mới trở về gặp mẹ bồng lai tiên cảnh. Gia diệt mây giảng năm mùa thu mới la đổ mây bận rồi con, mà biển biệt xa xôi bóng hình các con còn phức giữa bụi trần. Nay mẹ đã quyết định tìm các con trở về nơi trong cung quê bồng lai chính phẩm. Cho nên các con nào đủ duyên với mẹ, gắng tu nhân học Phật đi con, để các con mới sửa chữa lại mình từ cái xấu thành cái tốt, từ cái sai trọn phần cái trúng, để các con đảm nhiệm được tâm linh từ trí huệ sang suốt của các con. Phật tâm đều đầy đủ trên cái nhân duyên tại trần hồng. Sợ các con khổ chơi dơi giữa dòng quán tay, cho nên mẹ mới nhắc lại nhắc đi, tìm con mới thủ thị nghĩa mẫu tử thâm tình.
Cho nên mẹ mới dạy đi dạy lại đôi lần. Mà lần này là lần chót trong đại hội tiên thân. Mấy vạn ức niên mới gặp được mẹ kim bằng giao trưởng. Cho nên cái cơ hội này mong các con thanh đức bình bình an, đạo tâm dồi mài tinh tấn, để thành đạt được một cái cơ duyên tam kỳ. Các con ơi, mẹ mong mỏi rằng kỳ chót này các con phải trở về với nguyên quan thanh tịnh, dứt trừ phiền não, đoạn diệt tiêu trừ hết cái nghiệp chướng đã từ lâu. Mẹ mong các con kiên trì đắc tâm đắc quả đắc lòng. Tam ơn này mẹ đã cạn lời giải dỗ, mong các con giác ngộ, hãy lo trọn phần để dồi mài tinh tấn, làm lành lánh dữ, ý lời mẹ dạy đừng sai. Mẫu tử tình thâm đem câu quyết mạch chỉ cho con một con đường cuối cùng, để cho các con đi cho vẹn phần tâm lành chí nguyện. Diêu trì kim mậu đại từ tôn, mở khai hồng ân, đưa cho linh tử chiên đò chót, tâm thành gặp mẹ chốn thiên cung. Diêu trì tạo hóa quyền thiên đại từ tôn chứng minh. Hội này kỳ ba chiến chót, dương trần các con còn mót, ai ai cũng được đắp bồi, ai ai cũng được về tòa long qua. Cơ hội này không xa, ráng đi con nghe mẹ thiết tha. Tu nhân học Phật theo chân lý mẹ dạy truyền, tham thiết thương con trần miền gây nghiệp chướng. Hôm nay con gắng nguyện lòng, nghiệp tận miền chớ tạo đựng dài. Không tạo không dài, gắng lạc trai tìm phương hướng để thoát từ nơi mình. Chí nguyện chí tâm trọn phần đạo lòng, mẹ đổ cho con sớm cùng chưa tầng miền con vẹn phần. Lấy đức tầng miền đức thắng tài vẹn phần tu tiên, giảng pháp thiên liên mẫu chỉ mong con dũng lòng son chân thật,
để được phong danh nơi trụ phẩm sen vàng. Tiên đạo cung chi mẹ dùng quyền cơ độ hộ khách dương trần. Băm phím đàn độ phụ hội này chỉ nguyện dân du đại hội cung di độ hộ những con tu mũi dừa bồi đắp đặng vẹn bề để sau này thoa chốn thảm thề. Còn gì nữa đâu con mà các con cứ mãi sầu lo trên chướng nghiệp cay đắng mỗi phần. Mẹ dạy giờ đây là lời cuối, để các con trở về xây đạo đoàn vẹn phận hiếu trung. Bóng hình các con mẹ thương nhớ bao năm dài tình thiêng liêng muôn thuở, nghĩa mẹ tình đời đạo đức lành gian dậy khắp nơi. Tạo quá thiền đã từ lâu mẹ xót thương con trên nghiệp chướng dương gian cõi tục đỏ đài, nên mẹ gọi kêu thiên tình tham thiết mong các con mỗi loài vững tâm lành chí nguyện thế gian. Vạn vật mẹ sanh ra chủ quyền thiên trên mẫu nghi mẹ tạo con thờ, nhân thế nhân tâm vẹn đạo cuộc đời. Bầu sữa thiên liêng mẹ muốn cùng con trở về nơi vị cũ, hai chữ đắp bồi để vẹn phần nhân đạo luân tâm. Nhờ anh du di mẹ quá tiền khai độ phù cho con tộc, nghĩa mẫu tình thương trải khắp muôn loài. Cố gắng đi con, phải lo xong đừng để giả bồi hồi. Đạo giới đời mẹ độ đời, thiên tình mẫu tử bao la, vì
sao con nghiệp chướng bốn ba. Nên nay mẹ nhắc để con tường, cuối hội này con mới đặng thành công. Kỳ chót lòng đồng thương chúng con, trí huệ chưa minh nên nghiệp thế gian quay bo lấy mình. Mẹ chỉ mong sao từ đây con hết khổ, minh minh chánh đạo tam kỳ, đức mẹ hiền hộ độ chúng sanh. Nói mãi là nói chừng nào mới hết nguồn mạch huyết, nói cho đến khi cái đại hội tàn, các con về với chị cũ mới an. Cho nên mong các con trong các đạo đàn giữ làm sao cho tròn câu quyết mạch. Chị ngã thì em nâng, em ngã thì chị nâng, tất cả các con đều một bầu sữa mẹ. Cho nên đừng có câu co với nhau, hãy cùng thương yêu cho vẹn tình tại cùng. Con ơi, mẹ thương các con bao nhiêu thì các con phải dũng tình thương của mẹ mà rải khắp cho muôn phương bấy nhiêu. Đừng ích kỷ ỷ lại, các con đồng tất cả nữ nam, các con có đủ trí huệ thì hãy thương cho những người chưa có trí huệ. Các con có đủ quyền lực thì các con hãy thương cho những người cơ nhỡ. Các con có đầy đủ phước lành thì các con thương cho những người đang thiếu kém. Sống trong cái dòng luân hồi này, các con chịu nghiệp chung, nhưng có đứa giàu, đứa nghèo, đứa khổ thì cũng trong cái khổ ải sanh tử mà luân hồi quả bao thôi các con. Cho nên các con một bầu sữa mẹ thì nay thôi gán cùng nhau mà đắp xây cho vẹn tình thương của Phật màu. Giảng năm dài xuống trần các con cách mẹ xa cha, ấm lạnh các con chịu khi đau đớn giữa trần, các con cũng khổ ải thiền miên. Cho nên thấm tình thiêng liêng bất tử, mẹ muốn rằng các con phải vững tâm vững tri, hay định soi sáng từ một cái lý chân chánh ở tâm hồn, không mới danh lợi, không xa vào nghiệp lực mà hư thân giữa tục trần.